Xin chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về nồi lẩu điện Sunhouse với dung tích 3,5 lít. Nồi có vỏ làm từ tôn sơn tĩnh điện, vừa bền vừa đẹp và lòng nồi bằng nhôm A3003, phủ chống dính wifi cao cấp. Các bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc vệ sinh vì lòng nồi hoàn toàn có thể tháo rời. Đặc biệt nắp kính trong suốt giúp các bạn quan sát bên trong được dễ dàng mà không cần phải mở nắp. Đồng thời trên nắp còn có một lỗ thoát khí giúp chống trào, giữ cho món ăn luôn thơm ngon. Bảng điều khiển nhiệt độ với nút gạt đơn giản giúp các bạn dễ dàng tùy chỉnh nhiệt độ theo ý muốn. Không chỉ thế, nồi được trang bị sân hấp tiện lợi với quay cầm bằng nhựa cao cấp đảm bảo an toàn và chống bỏng. Sản phẩm hiện tại đang có mức giá là 690 đồng, được cập nhật vào đầu tháng 9 năm 2024. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm một số sản phẩm khác đang được kinh doanh tại Điện Máy Xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên đăng ký cho kênh Điện Máy Xanh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.